và cổ có bao nhiêu tật xấu nó lộ ra. Em cho anh nói trước đó. Nói sao liệu mà ngủ với chung phòng khách đó nha. Thôi trời ơi, giằng mặt quá. Anh đi uống cà phê ở đâu vậy? Anh đi với bạn bè ở đâu vậy? Như thế này nọ. Dạ. À, có cái vết rồi á chị. Mình có một cái sự vết rồi á nên mình không có nào mà tự nhiên được á chị. Tên là Minh Phương và tên thân mật bạn bè thường gọi tên là Phương Minh. Và năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang làm review food. Em tên là Duy Khang, năm nay em 30 tuổi. Thì em có một cái cửa hàng mỹ phẩm bán skincare nho nhỏ. Em cùng vợ em làm chung cái chuyện đó. Như vậy là em vừa review food mà vừa review mỹ phẩm nữa đúng không? Dạ, là chồng thì là lo về mỹ phẩm, vợ thì lo về thực phẩm. Đó, hai cái đều là phẩm hết. Rồi, hai em là lần đầu tiên là quen nhau như thế nào ta? Cái lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong tiệm net. Thì tụi em dành chung một cái máy chơi game. Lúc đó là bao lâu rồi? Thời điểm tới hiện tại tụi em ở chung với nhau là được 15 năm. Cách đây 15 năm như nữa. Vậy là... thời đó là cái thời quánh võ, võ lâm truyền kỳ với dạ nhảy audition. Dạ đúng, dạ đúng. Lúc đó là bạn mới 15 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, mà bạn đã có một cô bạn gái xinh xắn như thế này rồi. Lúc đầu tụi em đã không ưa nhau sẵn rồi, là em ở cái xóm đó, ảnh từ một cái xóm tới ảnh tới là mặt ảnh đó em có không ưa rồi. Nên khi giành máy là ghét nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là Phương Minh á có đẹp như bây giờ? Cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp vợ em là em thấy không có cái ấn tượng gì luôn mà em chỉ có suy nghĩ trong đầu là ủa tại sao vợ em đen quá vậy, cái xin bạn này là nữ mà tại sao đen quá vậy. Nhưng mà được cái là cũng cao với lại tóc dài. Còn ngoài ra em không thấy không có cái ấn tượng gì hết. Còn em thì sao? Em thì thấy tại vì bạn bè xung quanh em thì nói là trời ơi, mới có thằng này nó mới tới xóm mình, nó đẹp trai đó mà biết không, đẹp trai đó mà biết không, trời nó cắt tóc cái kiểu này nọ, ta cũng thấy nhìn cũng bình thường, có gì đâu đặc biệt, thấy mặt thấy ghét, cái mặt nhìn chảnh á anh. Đó nên là em không ưa luôn. Rồi đến khi nào thì mới có ấn tượng với nhau, ấn tượng đẹp. Ấn tượng khác đó, ấn tượng đẹp á. Là ảnh dụ em, ảnh dụ em. Em đang tự chơi game audition, em chị của em dụ em qua chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Xong mới phát hiện ra ông này là sư phụ của chị. Đó rồi sau bắt đầu sư phụ này dụ đệ tử. Thời đó là mình phải nạp kim nguyên bảo, đó là để mình chơi game mất thời gian đó. Anh không có tiền hay kẹt tiền không biết nữa, anh dụ em hồi đó là 20.000 để nạp cái viên đó đó. Xong anh em nạp cho ảnh, cái xong rồi anh nói là không bao giờ nạp cho ảnh đi, rồi anh sẽ trả cho em một chầu trà sữa. Nhưng mà đến lúc trả chầu trà sữa cũng hiếu tiền, nó lên trà sữa có 17.000 à, anh mới thấy em bao em lời được 3.000. Có nghĩa là em trả ly trà sữa đó là 17.000, em lời được 3.000, nhưng mà tiền xăng với lại tiền xe vẫn là vợ của em ra nữa, em còn lời hơn phần đó. Dạ. Cái thời điểm đó cái xe bị dại chai á, em không biết luôn á. Rồi khi mà em phát hiện là mình bị dại vậy đó, rồi em có ý định em trả thù hay là em làm một cái gì đó để mà cho đến ngày hôm nay là hai đứa coi như gắn kết buông không nổi không? Dạ không, đó là em không, em chỉ suy nghĩ là tìm cách nào để lấy lại hết 20.000 của mình. Thì đó, đó là một cái cách mà để không bao giờ buông đối tượng ra được đó. Dạ. Cho nên mới bị dính tới bây giờ. Dạ. Đó. Không thì em vẫn giao lưu nguyên một cái group để mình chơi và cái game đó thôi. Sau một thời gian, ý là đi chơi qua lại các kiểu với nhau nói chuyện, một thời gian khoảng 4-5 tháng á, là tụi em bắt đầu mới tách đi chơi riêng. Ai là người gợi ý cho cái việc đi chơi riêng? Dạ ảnh, dạ ảnh. Cái thời điểm đó là bạn này mới vừa mua cái điện thoại di động. Rồi xong rồi em mà thì đang thích giống như là cái kiểu như là mình nhắn tin, mình cái cảm giác mình sẽ nhắn tin như thế nào, xong rồi cái em về mượn điện thoại ba của em nhắn tin. Thì cái thời điểm đó cái nhắn tin qua lại, cái mỗi lần tối đọc tin nhắn cái cảm giác là nó thích lắm, người mình nó sao á, cái mình cứ muốn nhắn tin, xong rồi cái tới một thời điểm nào đó cái em nó thôi đi chơi đi, mình hẹn nhau mình đi chơi. Mấy đứa là hẹn nhau đi chơi mà đi ở đâu? Cái thời gian đó tụi em chỉ chạy vòng ngoài đường thôi. Cái về sau mà cái lần đầu tiên mà tụi em cùng ăn chung là gà rán. Dạ, là lần đầu tiên cùng nhau ăn chung mà đi hẹn hò. Mà có tiền ai trả ta? Không nhớ nữa, hình như Hùng vô sao á. Chà, Hùng luôn. Như thời điểm đó Hùng hay sao không nhớ nữa. Ủa lúc đó vậy đâu có được chạy xe máy đúng không? Còn nhỏ mà. Dạ đúng rồi, đi xe đạp hả? Dạ. Gạo mầm Vinigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6-10 lần gạo lứt. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đã chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vinigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Thời điểm đó là em còn nhỏ nên đâu có được đi khuya đâu ạ. Ở 9-10 giờ đổ lại. Đi những con đường như thế nào? Dạ bên nước ngoài. Vậy đi có sợ không? Em ở trong chổng mà em cũng không có gì để sợ đâu anh. Tại giờ mình sợ mình cũng phải sống trong chổng đó. Thì ảnh được cái ảnh cũng không sợ ma luôn. Em sợ ba em chứ em không sợ ma. Tại vì em đi chơi về trễ là ba em sẽ đập em. Cho nên là thà là em ban thẳng vô trong đường mộ luôn. Có cái đường nghĩa địa thì em sẽ cắt thẳng vô trong đó để em đạp về là nó sẽ là đường đỡ cực gần hơn nhất. Đúng không? Dạ đúng rồi, đỡ cực hơn. Em chạy về trong cái nghĩa địa đó thì có một cái huyệt nó đang đào nhưng mà em không biết, cái em cứ chạy lủi em gớt xuống đó luôn. Nhưng sau đó cái xe đạp nó nằm cắm thẳng ở dưới đó. Cái bắt đầu cái dựng chiếc xe đạp lên, cái bò leo lên, xong cái lấy dây để móc cái xe đạp lên, đi kiếm cọng dây đó để mình móc được cái tay cầm của xe đạp mình kéo lên. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Mà lúc em không sợ luôn.
Dạ, kiểu như lúc đó em nghĩ là nếu như mà mình về trễ thì mình sẽ bị ba quýnh còn sợ hơn nữa. Sợ ba hơn. Dạ. Sợ ba hơn sợ ma luôn. Dạ. Chứ gặp anh Bin là anh xỉu rồi đó. Trời, xỉu. Thì có xỉu hết. Rồi bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức là yêu nhau mà gia đình biết? Tính ra 1-2 năm là bị phát hiện. Tại vì giống như là anh bị lơ là chuyện học á, và phát hiện ra em. Rồi xong gia đình cấm cản là thôi lo học đi cái kiểu này nọ. Hai đứa em vẫn tiếp tục âm thầm lén quen nhau. Đến khoảng 5-6 năm á thì gia đình đồng ý. Hai bên gia đình cho quen nhau. Nhưng mà tại sao tụi em tới mười mấy năm tụi em mới đám cưới? Tại vì em tuổi tuổi ngọ. Thì ba em nói theo Tử Vi á, con gái tuổi ngọ thì rất là dễ lấy hai đời chồng. Nếu mình lấy sớm quá thì mình dễ sẽ ly dị lấy một người khác. Mà em thì không thích như vậy. Nên cả hai đều sẽ chấp nhận nhau là quen đến khi mà em 27, 28 tuổi thì mới bắt đầu đám cưới à. Hai đứa đám cưới được mấy năm rồi? Dạ, 5 năm à. 5 năm rồi, có baby chưa? Dạ, tụi em có hai bé rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần rất là hấp dẫn. Đó là cái phần mà khui tật xấu của đối phương. Đó. Thì trong 5 năm ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu của anh lòi ra? Và cổ có bao nhiêu tật xấu nó lộ ra? Em cho anh nói trước đó. Nói sao liệu mà ngủ đi trong phòng khách đó nha. Trời ơi, dằn mặt quá. Không được dằn mặt được chưa. Bà xã của em thì có cái tật xấu là bày với bừa. Có nghĩa là bà xã em làm một cái gì đó sẽ rất là chỉnh chu, nhưng mà sau cái công đoạn đó thì những cái bày ra thì sẽ không dọn. Thì em sẽ là người dọn, em sẽ đi theo cái quần quật dọn như là nấu đồ ăn để review cho người ta xem á, thì xong rồi thì cái chén bát cứ để đó, em sẽ là người dọn và đem rửa. Rồi xong rồi lau nhà này kia. Em có bao giờ em review cái bãi chiến trường sau khi vợ nấu chưa? Dạ cái đó thì em không dám. Sắp tới thì sau đây làm đi em, sau này hot lắm. Không, em cũng sợ có ngày đó em tự review em trước luôn rồi. Thì giờ em có thêm cái tật là shopping không có biết ngừng á, không có biết điểm dừng. Giờ em đạt thành viên kim cương ở trên Shopee mà từ hồi cuối năm cho tới bây giờ, cuối năm ngoái cho tới bây giờ vẫn chưa tụt hạng luôn. Trời ơi, đồng bình với con Bí Ngô em ơi. Bí Ngô nhà chị á, nó mới 14 tuổi đó em, mà nó là thành viên kim cương rồi đó. Miệng đó nghe. Rồi tiếp tục. Giờ em có cái thú vui rất là ngộ là sưu tầm búp bê. Búp bê mà dạng như thần tượng. Thì tới hiện tại cái bộ sưu tầm lên tới 160 mấy con rồi. Trời ơi. Dạ. Không, nhưng mà cái đó dễ thương á, thiệt. Riêng cái đó thì lại không phải là, không phải tật xấu, là dễ thương. Tại vì có những cái thú vui đó mà sau này ví dụ như em giữ được á, tới lúc mình lớn, mình già rồi này cái nọ đó, trời, cái đó nó sẽ rất là quý luôn. Sau này con gái nó sẽ tiếp tục chơi nữa. Gái nhà em á, giống như mấy cái bị lai tính ảnh không, cũng thích chơi siêu nhân nữa. Ảnh thích chơi siêu nhân, cũng muốn sưu tầm nhưng mà không bút cửa với em. Tiền đó em lắp vào búp bê của em. Còn gì nữa không? Hay cầu nhầu á, có nghĩa là đa nghi. Em bước ra đường, sau đó cái em đi một vòng về, cái bắt đầu nói em là anh đi uống cà phê ở đâu vậy, anh đi với bạn bè ở đâu vậy, như thế này nọ. Dạ, có cái vết rồi đó chị, mình có một cái sự vết rồi á, nên mình không có nào mà tự nhiên được á chị. Thôi bây giờ tới em đó. Thiệt ra là ảnh tật xấu của ảnh thì em thấy có đợt thích chơi game mới ngủ nướng thôi à. Sẵn mình kể cái vết luôn đi. Thì thời điểm đó ảnh đi chơi bạn bè tầm 5, tầm 7 mà hai bạn bè tốt em không nói, bạn bè không thành phần không có được tốt cho lắm. Đó thì em mới nói ảnh đi vậy đúng không? Ảnh không có, không có. Và một lần đẹp trời em phát hiện ảnh đang ngồi ở đó tầm 5, tầm 7 chơi game. Đó, cả từ đó là em cấm luôn. Ủa là chơi game thôi chứ không phải vụ kia hả? Dạ không, chơi game. Chơi game thôi mà mình cứ nghĩ trong đầu nó em, bắt em nói vụ kia. Không phải chơi game mà là bắt ghen. Chị lại tưởng như vậy. Bé nó làm quan trọng quá vấn đề lên. Mình lại tưởng ông này là ông tàm tèm cái gì. Thì đó. Thì chị mới nói là tưởng là vết. Trời ơi, thật sự. Nghĩa là bắt ghen đi game đúng không? Dạ, có nghĩa là em chơi game khi mà chơi quy một cái hội á thì em sẽ không có biết thời gian. Em sẽ vô em ngồi và em cứ bấm cái liếc từ sáng và tới tối luôn. Có thời gian mà em chơi tới nỗi mà đêm 30 em không về nhà luôn. Nói chung vợ nó cằn nhằn kiểu đó thì cũng đáng dừa lắm. Thôi giờ có vợ rồi chơi với vợ vui hơn game, mà sao nghĩ game quá vậy? Rồi cái dòng mà chơi khuya đó anh, rồi đâu ngủ sớm đâu. Thì sáng mai ngủ dậy trễ. Đó, tật xấu không dậy trễ. Mà sáng em dậy mà anh không dậy là thấy khó chịu rồi. Nhưng mà anh dậy rồi là anh không quên kêu em dậy nha, khi nào em dậy thì em dậy. Anh nói nghe, hồi trước khi mà anh có vợ á, anh cũng khoái chơi game. Nhưng mà anh không có nghiện, thật sự đó giờ anh không bao giờ nghiện game. Rồi từ khi mà anh có gia đình rồi là anh hoàn toàn luôn. Trong máy anh không bao giờ có cái game nào của anh chứ. Toàn là game của con anh không à. Thật ra anh không có kêu em bỏ, nhưng mà hạn chế lại, hạn chế lại, đừng để bà ghen. Vậy chắc cũng đỡ rồi gì. Vậy giờ đỡ. Còn ghiền quá hại chồng chơi. Dạ, có luôn, có thú vui chơi game hả? Bây giờ em dành thời gian ra chơi với con là nhiều. Đến cái thời điểm mà em có bầu á, là ở nhà mà đâu có đi đâu đâu, cũng hè đang chơi game, hai vợ chồng cùng chơi. Cái game đó là em cấm ảnh, nhưng mà hồi anh rủ em mới nhà em chén em chơi thử và hai đứa dính luôn. Bây giờ bỏ chưa? Rồi, ta không còn thời gian để chơi nữa. Còn đặc xấu gì nữa không? Thường chơi game hay hút thuốc lá lắm á.
có thời điểm anh hút phép á, cái cây hút phép hay hút lá điện tử á. Trời ơi, tại vì em hồi xưa là em không có nghe được mùi thuốc lá bình thường á, cái anh chuyển qua cho anh Chi Văn Minh thôi, anh hút thuốc lá điện tử mà bắt đầu anh chơi hút mê. Trong ngoài mua tinh dầu từ chai nho đến chai dâu, anh mua đủ thứ mùi rồi, thấy rồi dính rồi, dính rồi. Cái đó cũng tốn nhiều tiền lắm á anh. Đó rồi xong rồi em cằn nhằn thời gian em hâm dọa mới bỏ đó anh. Em không dọa chắc đến giờ vẫn còn hút. Rồi sao nữa, còn cái tật xấu gì nữa không? Anh không có nhẹ nhàng. Ủa vậy hả? Chị nhìn bạn này chị thấy bạn nhẹ nhàng lắm. Ý mấy từ nhẹ nhàng là cái từ ngữ anh hai vợ chồng em quá thân với nhau rồi nên khi nói chuyện với nhau là cục xúc á. Đó, không có lãng mạn. Em chỉ muốn anh lãng mạn thêm tí xíu thôi là được rồi. Nó khó tính không? Có. Khó lắm anh, bây giờ đỡ rồi đó, bây giờ em khó hơn. Hồi xưa là anh khó, anh nói em là trời ơi, ý là em bày cái kiểu này nọ. Thì bây giờ bắt đầu em vô công việc em cần phải chỉnh chu. Thì em bảo em khó với ảnh, tại ảnh là con trai không có tỉ mỉ được. Em hay cằn nhằn vậy đó, hai đứa khó qua khó lại. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? 15 năm bên nhau rồi đó. Tình cảm lãng mạn và bất cộc cằn, khó tính. Như vậy là đủ rồi. Bất còn em khó tính. Em thì em thấy đối với em vợ em như vậy là đủ đối với em. Tại vì là cũng đã theo em 15 năm rồi, hai chồng em cảm giác như vậy là đủ. Chỉ mong là đừng có đa nghi, đừng có cằn nhằn em nữa. Trời ơi, nhưng mà hai đứa này á, là quen nhau tới 15 năm rồi mà vẫn cứ son trẻ ha. Thì cái hành động mà vợ em mà kiểm soát em mà là anh đi đâu, anh làm gì này kia nọ, nó là của những cặp vợ chồng son á. Chứ còn bắt đầu khi mà sống với nhau là khoảng từ chục năm đổ lên á, là lúc đó những cái việc đó là gần như là bớt sáng đi nhiều lắm á. Thành ra là như vậy là cái lửa yêu đương của tụi em vẫn còn dữ lắm á. Hồi nãy em có nói là hai vợ chồng quen quá rồi cho nên là hay nói chuyện với nhau rất là cục xúc, thấy không? Nhưng mà anh nghĩ là cũng hạn chế lại xíu. Ngày hôm nay anh cũng muốn em nói một vài lời gì đó lãng mạn như giờ đi. Tiếc, nó hơi lãng mạn. Qua bây giờ anh mà nói lãng mạn chứ em nổi với kìa. Bây giờ em nói gì làm sao dám nói lãng mạn. Em thử coi có nổi không? Chứ có lãng mạn chút gì. Nói gì đứng nói gì đi. Tôi với Bin quay mặt đi. Hai chị em tự tâm sự đi. Cái thời gian mà em giận anh xong rồi cái em đi qua bên nhà của anh em ở á, thì cảm giác là cứ mỗi đêm đó anh thấy anh bị chống chải, anh muốn em về với anh. Anh có nhắn tin với em kêu là em về đi đó. Anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Ngoài ra thì nếu mà lãng mạn hơn nữa thì không biết phải thể hiện như thế nào. Thôi em cũng quen rồi. Rồi hết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Không, anh không lãng mạn được. Em biết anh là người tình cảm, người có tình rất là tình cảm nhưng mà không biết thổ lộ. Anh không có nói, anh chỉ hành động không mà thì mình thấy nó hơi thiếu thiếu. Từ từ đi, anh sẽ chỉ cho một số cái lãng mạn. Dạ. Coi như là ốc là nó nổ luôn đó. Dạ. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Tên Phan Đức Trung, hôm nay là 25 tuổi và nghề nghiệp của em là chuyên sản xuất tủ chữa cháy và kinh doanh thiết bị chữa cháy luôn. Dạ, em tên là Đoàn Thị Sang, năm nay em 24 tuổi và em là giáo viên phổ thông. Lớp mấy cưng? Dạ, cấp 3. Cấp 3. Anh đón coi em dạy môn gì nha. Với một cô giáo mảnh mai như thế này, nhẹ nhàng như thế này, chắc chắn là chỉ dạy môn văn. Dạ đúng rồi, em dạy môn văn. Trời ơi, giỏi lắm luôn á. Nhưng mà nè, nhìn thôi cũng có thể đón biết được, thấy liễu yếu đầu tơ vậy thôi chứ không chừng có bỏ đâu nha. Đúng không? Trời ơi, Thuật hay vậy, mấy Thuật hay từ cái này qua cái khác vậy. Bỏ gì cưng? Dạ, em có học karate được 4 năm. Trời ơi, hèn gì mà xài cái chiêu ăn nói nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ. Em nào mà lộn xộn á là cô có karate đó nha. Đang khi mà hai người gặp nhau, ấn tượng ban đầu của em về vợ như thế nào? Thường là mới lần đầu là ốm và xấu. Đâu, bây giờ cũng ốm. Hồi trước ốm dữ hơn nữa. Bây giờ cũng đỡ. Mà trước xấu, mà bây giờ đỡ hơn. Chị có thấy ai mà hồi con gái xấu hơn khi chồng con rồi không? Vô lý. Vô lý đúng cái không? Này là nói xấu vợ. Chồng con có nghĩa là bây giờ là em đã có em bé rồi. Dạ, con được 15 tháng. 15 tháng rồi. Trời, em hay quá vậy, 15 tháng mà coi như trở lại cái phọt ốm nhom nhách liền vậy đó. Dạ không, cái này là tại vì em muốn mập mà không mập được. Vẫn là phọt bình dây. Ước gì. Cũng hôn bây giờ nè, hôn bây giờ hôn mới cần nè. Biến chia thịt. Bên đây mới chiêu anh đây. Bên kia chia cho mới tóc. Rồi, ốm nè, xấu nè. Vậy thì sao theo đuổi? Dạ, nhưng mà có tài. Tài gì? Tài. Gặp là biết có tài liền hả? Không, là lần đầu tiên là đi sinh nhật của bồ của bạn, tức là em gái của vợ. Nên cái em gái của vợ mới giới thiệu anh Trung ơi, em có bà chị, chỉ muốn giới thiệu cho anh Trung. Nhìn lần đầu tiên là gầy xấu. Đi vô quán rồi xong cái trò chuyện nghe bà này là giáo viên cũng bị ra trường. Khóa rồi. Khóa xấu của tài. Khóa nhắn nó bị xấu tài vậy nãy. Coi như là nghe giới thiệu là biết có tài chứ chưa có bộc lộ cái gì mà vẫn tin là có tài. Dạ.
Rồi cái trong đêm đó là đi tăng hai, rồi cái bắt đầu cái sáp vô, tỏ tình sáp vô, xỉn vô máu về nổi lên. Em tỏ tình luôn cái buổi tối hôm đó. Tại gì có men trong người. Rồi sao? Còn em thì sao? Em đâu có hiền, sáp vô em đạp cho một cái giả hăng quay ghế. Ném liền cái karate phải không? Rồi sau rồi ngủ luôn, ấn tượng đầu tiên rất xấu. Tức là sao em đạp xong rồi nằm té rồi ngủ luôn? Rồi xỉn rồi ngủ luôn. Trời ơi, xỉn rồi đâu biết. Mà em dê sao mà bị đạp vậy? Thấy quả ngồi mình tới lấy bánh kem mà cho trẻ ăn đúng tại năm giờ rồi sao sao sai sao sai chưa kịp đóng là bị đạp rồi. Vậy á, chắc phải muốn sợ tới cái gì mới bị đạp chứ. Để em làm thử này mà em đạp ra chắc bé rồi. Tại này nè, lúc đó là chị để về nằm là phải xạ tự nhiên. Thấy em quen thấy rồi. Mình như học phù võ rất quen, phản xạ ai đụng vô mình là phải đạp trước đã tính sau. Rồi thì bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nha? Dạ qua ngày mai. Là gì có qua ngày mai? Qua là tức là trong đêm đó là sáng mai là tỉnh. Cái mấy đứa bạn kêu mày quen con nó được á. Rồi bắt đầu suy nghĩ được nè, ngon à, bắt đầu xin số điện thoại làm quen luôn. Rồi bao lâu thì hai bạn chính thức yêu nha? Khoảng chừng một tuần sau thì em có về nhà bạn thân của em chơi, thì vô tình đi chung xe với ông này thì ổng lại là bạn học của bạn của em. Thì sau đó mới nghe mấy đứa bạn nói cái anh đó cũng hiền rồi, nó cũng tốt tính rồi vậy đó. Rồi có một lần em đi chơi với bạn em thì sau đó em bị bệnh, ông này hồi đó đi tán vợ là bằng thuốc, cứ mỗi lần nghe vợ bệnh là gom nguyên tủ thuốc tây xuống nhà. Cũng thiệt thà, thì từ đó thì mến. Rồi bao lâu mới cưới cơ? Từ lúc quen đến lúc cưới là 8 tháng. Trong thời gian đó là em có xỉn bao giờ chưa? Mà khi xỉn em có gì? Với người khác mà giống như vợ mình không? Dạ nói chung là có một người, bà này là bà thứ hai. Bây giờ mới lộ. Chương trình này giúp ích nhiều cặp vợ chồng ghê. Có những chuyện bí mật bây giờ mới nói đó. Giấu đâu mà biết đâu. Rồi xong vợ em là không có xài cái chiêu đó với ai nữa phải không? Dạ em cũng không biết. Ý là sau này anh định xài chiêu đó lại nữa hả? Không có liên quan đâu. Sau đó là hết rồi phải không? Có hai lần là dùng rượu để tỏ tình. Rồi em, ông này bây giờ ông còn xỉn không? Trùm xỉn luôn. Trùm xỉn. Mỗi lần xỉn về làm gì? Lúc đầu mới cưới về xỉn về là có cái bệnh nặng vợ, nặng đau. Ví dụ như là lại nắm cái mặt nhéo là phải nhéo cho nó bằng đúng không? Trời ơi. Rồi bắt đầu ôm là phải siết cho gần chết tắt thở. Rồi bắt đầu chọc cho vợ khóc lên, khóc quá trời khóc, khóc xong rồi dỗ. Dỗ xong mới nín được chút xíu là bắt đầu làm cho đau cái khóc đấy. Rồi bây giờ cái đô bây giờ có lên nữa không? Bây giờ đỡ rồi, chắc là bị vợ đánh nhiều quá. Có nghĩa là mỗi lần vậy là em đánh? Cũng không hẳn là đánh mà là em đau quá, đau thì quạo thôi. Quạo thì cắn lại. Bị cắn nhiều quá sợ. Chứ không có đánh lại hả? Không. Mà đó giờ xỉn chưa bây giờ đánh giờ? Có một lần. Bữa đó xỉn rồi mà mới có 7 giờ mấy nè. Thấy em ngồi gõ laptop kêu em đi ngủ. Em kêu mới giờ này ngủ gì không chịu ngủ, cái ngồi dậy nhây nhây em, cái em nổi cơn bực lên. Rồi cái cãi qua cãi lại thôi, cái em mới đè đầu em dọng cái cổ vô tường, rồi định dọng cho một cái rồi suy nghĩ giờ mình dọng cái mai đi nhà thương nuôi, bỏ tay ra. Vừa bỏ tay ra cha này lật ngang tán bớt cái bàn tay, rồi xui là đứng gần cái cửa, cái đầu đập vô cửa chảy máu đầu. Rồi xong ổng lên giường ngủ tỉnh bơ không biết chuyện gì hết. Sáng mai thức dậy thấy vợ nằm ghế sofa, ủa sao em nằm dưới đây vậy, ủa sao kỳ vậy đó. Mang rồi đó, trời ơi. Men lên không, có nghĩa là lúc đó là em bị chảy máu. Dạ. Cho nên em cũng bị đau đúng không? Dạ. Chứ nếu không đau chắc quýnh lại rồi. Không, đã em đã không đánh, đáng lẽ đánh là đánh trước. Đánh rồi. Là đánh không đánh. Nhưng mà có sao không, bữa đó có sao không? Dạ nó bị xước cái da sau đây chảy máu xíu thôi. Rồi sáng em có biết cái chuyện đó không? Không, ông kêu em nói xạo, không tin, không nhớ gì hết, không biết. Trời ơi, nghĩa là bữa đó là bê lắm rồi đúng không? Đầu tiên ha, lần dạ. Một lần một duy nhất thôi. Một lần, có lần nữa là em sẽ đánh lại. Có xin lỗi. Hỏi ngược lại nữa nè, có bao giờ em đánh chồng em chưa? Dạ không, em hiền lắm đâu đánh chồng đâu. Đâu có đánh đâu phải không? Rồi có bao giờ mà sau cái đợt đó là có bao giờ chồng em mà bắt đầu giận hoặc hai người cãi nhau mà chồng em có ý định muốn đánh em nữa không? Ví dụ như hai chồng cãi nhau rồi cái miệng ưa nói nữa đánh bây giờ. Đánh giờ biết rồi đó, mà tính không... nóng mà võ công lại cao nói vậy đó hầu em vậy. Có học võ chưa mà dám nói võ công lại cao. Không ai dám lấy vợ dạy võ, vợ đâu mua đâu dạy. Để phòng thân. Lúc mà hai chồng lấy nhau xong rồi đó thì có thấy một cái điều gì thay đổi và khác rất nhiều so với lúc mà yêu nhau không? Dạ có. Là cái đầu tiên mà gây choáng váng cho em đó là sau khi hai chồng mới cưới về, trong cái tuần đầu tiên á, là người yêu cũ tối nào nhắn tin. Cứ đúng 11 giờ hai chồng tắt đèn, bắt đầu lên giường ngủ là bắt đầu anh làm gì đó, anh ngủ chưa. Mà nếu mà chồng không trả lời lại là sẽ nhắn máy. Mà nhắn liên tục một tuần như vậy đó.
trời, đéo nào ghen quá vậy trời, đéo nào ghen dữ vậy trời. Rồi lúc đó em sao? Bé đó có biết vợ em có võ không vậy trời? Chắc không biết, nhắn vậy. Em cũng ban đầu em cũng không nói gì hết, em để im vậy thôi à. Sau đó khoảng một tuần sau á, thì em thấy chưa dừng. Ban ngày chồng em cứ sáng mặc đồ đẹp đi, tối mặc đồ đẹp về, đâu biết đi đâu đâu. Mới nói là để em lên em nói với bé đó là chị cho cưng mượn chồng chị, mâm 10 bữa nửa tháng thì cũng được, chừng nào cưng chát trả lại chị. Chú vậy mệt quá à. Rồi không biết sau đó ông giải quyết sao mà em thấy hết tin nhắn, hết điện thoại. Em giải quyết sao hay vậy? Dạ, dắt đi uống cà phê, nói là bây giờ anh đã có vợ rồi. Nên đừng có nhắn tin và đừng có can thiệp vào vợ chồng anh nữa, mà công hiềm phức, từ đó là xong. Từ đó là hết, đúng không? Cái gì cũng đơn giản quá, đúng không? Đó là cái tật xấu đó hả? Dạ đó không, đâu có tật xấu, cái đó là bí lắm. Mật thôi. Cái nhiều của em là gì? Cái tật xấu mà kinh khủng nhất của chồng em mà em sợ đó là có cái tật chi dơ. Chứ là sao, cũng miếng hả? Này anh nói chơi mà. Mỗi lần mà vợ đang ngồi coi phim chăm chú thì tự nhiên thấy chồng ngoái ngoái mũi là một tay là giữ vợ trước rồi. Trời ơi, cho vợ khỏi không? Chạy, mất lần chét. Trời ơi, có lần nào chét là bị mà bị ăn đạp không? Có chứ, em đánh hoài, mỗi lần chét là mỗi lần bị đò. Mà mỗi lần chơi đánh chồng vui lắm, như thú vui quá. Có thể tạm gọi là thú vui chét thú mũi. Vậy thôi đó hả, còn cái tầng sống nào nữa không? Lười tắm. Thích chơi dơ làm sao tắm được? Có khi nào lười tắm không? Dạ không có đâu, lười tắm nhưng mà nếu không tắm thì sẽ không được ngủ, cho nên là cỡ nào 11 giờ đêm vợ cũng dựng đầu dậy lôi đi tắm. Cái tật xấu nữa là giận cá chém thớt, không phải lỗi của vợ mà cái gì cũng đổ lỗi cho vợ. Đó là nổi nóng lên là bắt đầu cứ đổ lỗi hết trên người khác, của mình không bao giờ có lỗi, mình luôn luôn đúng. Thật ra ba cái tật xấu này, cái tật cuối cùng là tật nên sửa đó. Còn cái hai cái tật đầu mà nếu mà biết chuyển biến thì sẽ là thi vị trong tình yêu đó. Ví dụ như 1 giờ mà chồng em không chịu tắm, em dùng thế võ em cứ lôi vô em tắm cho chồng em đi. Vui vẻ liền hả? Còn em thấy vợ em có tật xấu gì? Tật xấu của vợ em là đi chơi không cho. Không cho chồng đi chơi. Đâu đâu bạn đủ uống cà phê đi nhậu. Không cho. Không cho vậy? Tại anh đi quá nhiều. Mà mỗi lần đi nhậu là bắt đầu gọi vợ gọi điện hỏi anh về chưa. Ừ có lẽ 3 tiếng nữa anh về. Trời ơi. Gọi lần thứ hai, ừ có lẽ tối nay anh không về. Trời ơi, có nổi dịch không? Rồi còn tật xấu gì nữa? Đi nhậu về cái cằn nhằn nói nhiều. Nhảm bên tay, bực bội. Chứ tại em bực quá, ví dụ như về mà em tức á, em la, em nói á, ổng trả lời đi, em im. Em nói ổng không thèm trả lời, em nằm ngủ. Em tức quá nổi nóng phải lại em kéo lỗ tai em lôi đầu dậy cho nghe. Trời ơi, còn gì nữa không? Còn một cái nữa là đi làm về á, rảnh là nằm ở nhà là đè đầu ra nặng. Ôi cái đó dễ thương á. Đau, đau lắm chị ơi. Không phải nặng mấy cô massage, mấy cô nặng. Đau rồi, nặng. Nặng, nặng ra máu luôn á. Hàng gì mặt láng, ô, cái miếng mụn nào ở trên, mày tự nặng chơi rồi. Thế bây giờ nếu như cho em điều mong muốn ở bờ em thay đổi thì em mong muốn nhất điều gì? Bớt càng nhanh. Bớt càng ăn. Dạ. Rồi còn em? Đừng có làm biếng ăn nữa, bớt nhậu đi cho khỏe lên. Tí nhìn người gầy tông gầy teo không biết có sống được tới 80 tuổi với em không? Trời ơi, hai bạn này có cái điều ước muốn là coi như là nếu mà bạn này làm thì bạn kia sẽ làm được. Ngược lại bạn này làm được là bạn kia sẽ làm được đó. Đúng không? Bạn này bớt bớt nhậu. Bớt nhậu đi thì bạn kia bớt càng nhăn. Đúng không? Bạn này bớt càng nhăn. Bạn này bớt càng nhăn đi, bạn này bớt nhậu. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Vậy nha, xin cảm ơn. Dạ con chào cô Vân, con chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Ngọc Dung. Thì năm nay con 27 tuổi và hiện tại là tụi con đang kinh doanh tự online. Dạ. Mời cái con. Gì con sinh năm bao nhiêu mà 27 ta? Dạ con sinh năm 95. Trời ơi nó trẻ quá. Trời đất ơi. Trẻ quá, 95 thì hơn mình có. Cũng em nhỏ mình. Nó hơn là hơn số tuổi hơn. Cái số 5 á. Thua xin ngầu có 1 tuổi à. Thua xin ngầu con lớn của cô á, thua dạ. Chị ngầu 1 tuổi. Còn con dạ. Sao? Con chào chú Thuận, chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Duy Thanh, thì năm nay con 26 tuổi. Thì con cùng vợ cũng đang kinh doanh online tự do. Tụi con kinh doanh về cái mặt hàng nào, bật mí xíu đi. Dạ, hiện tại là chắc mặt hàng thời trang ạ. Tụi con đang hướng tới mặt hàng thời trang unisex nam nữ. Chủ yếu là về áo thun, áo sweater, áo hoodie và một số quần sọt. Có size nào cỡ chú không? Một chút nữa rồi, add Facebook nghe để chú vô chú mua ủng hộ. Dạ. Đó. Thế chú giờ mặc đồ cũng hơi khó. Tại mỗi lần đó cứ lên size hoài. Còn tôi mà đồ thể thao chắc không có tôi đó. Có được không? Trời chị nói quá. Tôi thể thao bộ môn gì theo chú? Yoga. Không làm được cái gì luôn á, yoga nằm chút là ngủ. Coi yoga hít thở là ngủ. Khổ thôi sao cô luôn. Dân với chú Thuận cứ nhắn tin cho con cái size là tụi con làm riêng tặng cho cô chú luôn. Thôi đã vậy. Không, chị chạy bộ được mà Dân. Đạp xe đạp cũng được. Cái khớp này không còn xài được. Không, đạp xe đạp được. Được chút xíu mà đường đâu mà đạp.
mua cái xe, cái xe máy đạp. Nhưng mà bây giờ thành phố mình không còn đường để đạp xe, nhất là khu mà Thủ Đức nhà chị. No, cái máy chạy, cái máy đạp xe đạp gym á. Nhà em có luôn. Mà sao không đạp hả? Em đạp chút xíu không đau giờ. Có hết đó con. Trời, khó. Nguyên cái bộ mà vận động ở công viên là cô để ngay bên hông nhà cô mà không xài được một cái gì luôn. Luôn à. Thương chịu quá luôn. Anh có cái gì muốn nói với con? Vui nhất thiệt, hờn ổn quá. Tụi thương bản thân tôi luôn. Thiệt hờn ổn quá. Tránh xa thể thao. Ủa nhưng mà dạ, hai đứa coi như là chắc có lẽ là, chú đoán nha, chắc là quen nhau trên mạng đúng không? Có thể là thôi đừng đoán nữa để tình đạo mà đừng đoán nữa mà. Bây giờ để làm ông mụ thôi. Để cho Linh á. Nó Linh chưa ha. Đừng có mở mở ra. Đúng, đúng rồi, nó bị mất cái linh khí đi. Thành ra là để Rồi dạ thôi, nói đi. Dạ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Kể chúng nghe coi. Dạ. Thật sự thì tụi con là có gặp nhau ở trong một cái buổi trại tòng quân ở trên quận. Trại tòng quân, chú Quốc Thuận với Hồng Vân biết cái trại tòng quân không? Cái trại là để tiện cái anh trung, lính ra đường nhập ngũ. Tập trung lính, đúng rồi. Ủa dạ, tụi con ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, dạ, tụi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy nè? Tụi con ở quận Bình Tân à. À, vậy dạ, là gặp nhau ở trại tòng quân, quận dạ, Bình Tân, dạ, đúng không? Dạ. Thời điểm đó là hai đứa con lên để hỗ trợ cho phường dựng trại cho mấy anh ở. Dạ, thì cái cũng có gặp nhau nhưng mà lúc đó không có ấn tượng gì hết đó cô Vân ơi. Tại vì đến mãi sau này khi mà tụi con cùng tham gia xong rồi giữ cái chức vụ đó là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường à, xong rồi tham gia nghi thức hội của phường của quận đâu đó thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, xong mới bắt đầu thấy là ok thì cái đó là còn con đâu đứa nào có chức có quyền, một trong hai đứa phó chủ tịch nè, dạ dạ đây có chức có quyền, dạ hai con, hai đứa con cùng nhận chức đó luôn, nhận chức đó luôn. Dạ, vậy là luôn. Thường là người ta hai ba phó, đúng rồi, hai ba phó thường sẽ là hai phó, không không bây giờ chú nói nè, cái lần đầu tiên á là hai đứa gặp nhau giáp mí nhau dạ, trong cái hội tòng quân dạ, mà con là không ấn tượng gì ông này dạ, nhưng mà con thì sao, con cũng vậy luôn, cô bé xinh đẹp như này mà không có ấn tượng ta gì sao, ta nói là ta không ấn tượng đến khi nào ta có chức có quyền, bắt đầu lúc đó ta nói chuyện với nhau nhiều à, thì lúc đó người ta mới có ấn tượng, tức là có chức quyền rồi, đúng rồi, hai gặp đứa nhau để tham mưu nhau, hai đứa đều là phó dạ, cho nên là phải bàn bạc, phải đưa ra đường đi nước bước sách lược như thế nào. Trời đó okay, đúng không? Tại dạ, con Vân với chú không biết sao, tại vì cái hôm đó là cũng rất là nhiều người. Đâm ra tụi con cũng có sẵn những cái công việc riêng rồi. Lo công việc. Đúng rồi. Rồi bây giờ tụi đến con, khi tụi con có chức quyền. Dạ. Rồi tụi con có nhiều cơ hội để gặp nhau đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Và hai đứa nói chuyện gì? Đó. Hai đứa con bắt tay nhau hợp tác vui vẻ. Lúc đó là con bắt như nè. Là hợp tác vui vẻ lúc đó cũng chỉ là biết nhau sơ sơ thôi. Cái lúc mà chạm vào nhau thì có điểm nhất không? Lúc đó cũng chưa. Chưa luôn. Bây giờ giống như chị với em nè, cùng làm MC của cái vợ chồng son nè, chạm tay nhau đi, có điện không? Em làm gì là có điện. Không có gì đâu, nhưng thì mà nó là trẻ. Nhưng tại sao trẻ, tại sao Thúy Nga đụng em lại có điện? Cô là cô Thúy Nga đó con. Nói làm dạ, nói cái là mối tình khẩu luôn à. Mối tình đơn phương của chú Thuận là tới bây giờ. Tới bây giờ luôn. Còn yêu cô Thúy Nga mà cô Thúy Nga không lấy chồng luôn. Không. Nghiệp quá. Khẩu nghiệp. Đúng không? Bây giờ Thúy Nga có chồng không? Khẩu nghiệp quá. Bây giờ chỉ đi làm YouTuber thôi. Không lấy chồng luôn. Chứ không giờ sao nào quay lại điểm của ta dạ, đi. Tự nhiên khui chuyện tôi hoài vậy. Đó. Rồi sao rồi đến khi nào mới có cảm tình. Rồi hai đứa gặp nhau thường nói về chuyện gì? Đúng rồi. Hợp gu nhau ở điều gì? Đó. Nói cô nghe coi. Là tụi con mỗi lần gặp nhau thì hay là lại với lại tụi con hợp trong mấy cái chuyện mà nói chuyện 18 cộng rồi đó. Cô nhớ chứ. Ai là người nói trước? Dạ hai đứa cùng nói. Có nói qua nói lời không lẽ đứa nói hoài. Ủa, đúng không là nói trong cuộc họp hay là nói à, dạ không nó riêng á chú đấy là nguyên dạ, một đám ngồi với nhau vậy nè cô thì cái bắt đầu nói thì hai đứa nói mà cả đám cùng vui là hai đứa nói chung là lầy cùng dạ, đúng, dạ rồi, đúng rồi cùng lầy cùng lầy cùng lầy tức là cũng nhóm lầy dạ rồi. Con nói tới đâu là bạn bắt nhịp tới đó tức là có bắt mơ á bắt mơ với nhau á cái thấy hợp rương cảm tình với cô bé này dạ thực sự là cái lúc mà sau khi mà nhận cái chức đó xong thì một thời gian sau thì tụi con có tham gia một cái nghi thức hội là làm cái tụi con là phải đi huấn luyện cùng nhau á là đi tập nghi thức hội rồi đó là để đi thi thì tụi con bắt đầu mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn sau đó cái giỡn nhau nhiều hơn thì từ lúc đó là bắt đầu con mới có cảm tình dạ xong rồi từ một cái câu chuyện đó là dẫn đến một cái câu chuyện là tụi con đi đi Vũng Tàu đó là tụi con vô tình hôm đó là tụi con cùng hẹn một với nhóm bạn nữa là cũng đi Vũng Tàu luôn thì trong chuyến đi Vũng Tàu đó là nảy sinh từ đó là tụi con bắt đầu gọi là bên này thích bên này và bên này cũng bắt đầu thích bên này đi, luôn đi, ủa có thích đâu có đi xe máy hay đi xe hơi dạ, dạ đi xe máy à là con chở cái này dạ không lúc đó là con chở một người khác là đi nguyên nhóm thì con lúc đầu cũng định dạ chở con đó nhưng mà bị dướng nên là không có chở con được là chiều chiều đi ra bãi biển ngồi nói chuyện 18 cộng đúng không nảy sinh tình cảm
đúng không? Sóng biển dạt vào. Gió biển dạt vào. À, thôi nhắn nghe nè. Dạ. Rồi tối đó coi lại không? Dạ có. Nói chung là hôm đó tụi con cũng ở tập thể. Thì cũng ăn nhậu sương sương xong rồi nhưng chú biết đó, tối đó thì cũng là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa, nó cũng mãnh liệt lắm. Ủa rồi bị nhóm đi nó đâu? Cũng ở đó luôn nhưng mà tụi con lén. Lén đi ra biển? Không, tụi con lén ở chó luôn. Lén trong phòng luôn. Tức là tụi con ở chung tập thể nhưng mà nó có giường, nó có giường riêng. Cái xong là tụi con ở con bò qua. Con không, mới đầu là con không có bò qua, cái con mới chạy cái đệm xuống dưới, con gạ gạ xuống dưới nằm chạy cũng xuống luôn. Trời ơi. Tại vì là bả có men rồi đúng không? Dạ. Rồi hai đứa có nói chuyện 18 cộng nữa không? Không, rồi mà còn nói cái lúc gì nữa? Nói trước, phải nói trước mới hôn chứ. Ừ, lúc đó nói. Lúc đó không nói, lúc đó cũng ngại ngại. Đúng không? Đúng nói sao được? Bả nói được lén mà làm sao mà nói cái gì? Ừ. Dạ. Cái mới đầu thì chú biết con nằm thì cũng ngại ngại, cái con nằm chỉ chạm hai cái đầu với nhau thôi. Xong nằm hai cái chân như chữ V vậy, mỗi người một nơi, chỉ hai cái đầu chạm nhau thôi. Cái xong biết sao lạnh lạnh quá, cái chua 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 giận trong chăn, cái xong rồi nụ hôn đầu. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Là lối yêu nhau đó. Nụ hôn đầu. Dạ. Đúng không? Dạ. Là rồi. Là bắt cả đêm luôn, con bé nằm ngủ con luôn. Nhưng mà nó có bò lên không? Cả đêm luôn, cả đêm. Không, nhưng mà không có gì đâu, tại vì chung mà, chung nguyên một cái. Nhưng mà hôm đó sẽ là hôm tình cảm nảy sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau đó tụi con có công khai không hay là lén lén lúc lúc sợ mắc cỡ? Em nghĩ là tụi bạn nó biết hết chứ chị. Biết không? Dạ không, tụi con gian gian díu díu mập mờ. Thường thường là như vậy là đám bạn sẽ biết, nhưng thật sự là lúc con tụi con như vậy là đám bạn hình như cũng không biết. Cũng biết, chị có, nói chung là cũng có biết nhưng mà không có chắc chắn á. Không, không, tại vì chắc chú nghĩ thì sao mà không biết được. Tự nhiên nghe bé này xuống dưới nệm nằm thì mấy đứa nó mới thấy chứ. Không, đó là cũng chị... con men rồi chú, ai cũng có men. Ai cũng xỉn hết. Mà sáng thì sao, sáng bò lên đúng không? Chị nói em nghe cái chuyện mà hỏi là đi giống như là hồi xưa đi tình nguyện viên hay là này kia nọ. Cũng vậy à, tại vì nó rất là trong sáng trong cái môi trường đó. Giống như hồi đó em Thúy Nga đi diễn chung á, là hai người có tình cảm đâu ai biết đâu. Một mình cô phát hiện trước đầu tiên. Hồi đó Thúy Nga là một cặp, là Minh Dũng với Quốc Thuận, với Thúy Nga là một nhóm. Nhưng mà tại sao cô một mình cô phát hiện là Thúy Nga Quốc Thuận, mà Quốc Thuận là đơn phương Thúy Nga? Chúng tôi là chị em, không có gian gian díu díu mập mờ nha. Dạ, mà rồi. Quay lại chuyện tay lúc nào thì mọi người phát hiện ra hai đứa con yêu nhau? Hai đứa con thì kiểu yêu rồi, không có, tụi con không có công khai. Hai đứa nghĩ là mình mà giữ như vậy là kín dữ lắm rồi, không ai biết hết. Vậy mà toàn bắt gặp trên đường thôi cô. Trên đường đi là hai đứa đang đi vậy nè, là có đứa nó về là nó nhắn tin, xong rồi có đứa chạy lên, rồi tao thấy rồi nha, tao thấy rồi nha, là toàn bị là phát hiện đi vậy. Đi chơi thôi đúng không? Dạ. Rồi dạ. Có hồi nào đi khách sạn tiếp nữa không? Nói. Hỏi thẳng luôn đó, hỏi thẳng luôn á. Bị ai phát hiện lúc đi đó? Thì biết sao không? Cái dòng đi chơi á, phát hiện còn chối được nha. Nó đâu có nhờ ảnh chở về giùm này cái nọ các thứ. Cái dòng mà lũi lên khách sạn chối thì sao? Có không? Dạ có. Dạ thực ra là như này, thực ra là đi khách sạn thì mới đầu là con cũng có gạ mấy lần. Con thú nhận luôn, con cũng có gạ mấy lần. Nhưng mà lần đầu thì cũng không được, lần đầu không chịu nha. Xong rồi con cảm thấy cũng hơi khó chịu. Thế là con quyết định gạ thêm lần hai vào một cái ngày hẹn hò khác. Nhưng cũng không chịu. Nhưng mà không chịu thì thay đại mình thái độ thẳng ra, nhưng mà không nha, nó cứ kiểu đẩy đưa á. Xong là lập. Xong rồi lần thứ ba quyết định là chạy vô thẳng luôn. Dạ, con đuổi vô luôn. Xong rồi không tấu nói gì đâu. Rồi đó chú biết chuyện gì tới cũng tới. Ủa gặp ai quen không? Cái đó là trong mấy lần sau. Tự nhiên hôm đó là hai đứa con đi xuống đáy xe đi về. Cái chồng con mới kêu em con bé kia quen quá. Cái con cũng nói cái hai đứa con sầm xì, thì con kia nó quay lại nó thấy cái hai đứa con gái con chạy lại ưới đi đâu đây tay bắt mặt mừng làm rừng với nó luôn. Cũng đi khách sạn luôn. Đúng rồi. Trời ơi, mà cô chú biết không, con hiểu sao mà gặp trong khách sạn mình đã lén lén vậy, còn tay bắt mặt mừng còn la lớn nữa. Lúc đó là con với lại cái anh bạn bên kia là cũng trốn đi, cái này muốn đòi quần bắt được. Kiểu không biết sao gặp trong này mà vui dữ. Nhưng mà con mà hai đứa yêu nhau vậy rồi ba mẹ có biết không? Dạ một thời gian sau, cũng khoảng đâu đó khoảng 6-7 tháng gì đó, thì lúc đó tụi con cũng bắt đầu công khai thì ba mẹ tụi của hai bên cũng biết. Tụi con cũng lớn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà ba mẹ có ngăn cản gì không? Dạ không. Nhưng mà cô ơi, hai lần đầu tiên con về ra mắt bên nhà chồng con là con tự chạy xe qua nha cô. Và không có bà chồng con ở đó luôn. Con tự gọi là một mình đơn phương đi chiến đấu luôn đó cô. Đó. Ủa là sao? Là sao? Tại sao vậy? Vậy là mẹ chồng con á là hay tin là anh này có bạn gái. Đó, cái mẹ chồng con kết bạn Facebook với con. Mà lúc chưa cưới chồng con là con làm quản lý bên shop mỹ phẩm á. Cái mẹ chồng con cao tay đó, mẹ chồng con nhắn tin là con ơi con mua giùm cô hũ kem này nè kia. Mua xong cái con gọi điện thoại cái kêu rồi con đem qua nhà đi nha. Lúc đó đâu có chồng con ở nhà đâu, con chạy qua là một mình con chống mafia luôn. Chồng con đi đâu? Dạ, lúc đó là chồng con đang đi gọi là đi hỗ
đi hỗ trợ cho bộ tư lệnh đó, rồi đi hỗ trợ chống dịch đó cô Vân nghĩ chứ. Đúng rồi, con còn đang trong quân đội là con được điều lên bộ tư lệnh để đi hỗ trợ dịch lúc đó. À, tức là con đi nghĩa vụ quân sự. Dạ đúng rồi. À, vậy đó hả? Dạ. Cái đợt đó là cái đợt dịch. Dạ, đợt dịch mới đây thôi đúng không? Đợt dịch đầu tiên á. Đợt dịch đầu tiên. Dạ đúng rồi. Rồi sao nghĩ là rồi mẹ lần thứ hai qua gặp mẹ là trường hợp nào? Tức là lần đầu tiên mẹ gặp con là mẹ biết con là bạn của con mẹ. Rồi lúc nhưng mà lúc mà mẹ gặp con thì thái độ mẹ sao? Dạ, mẹ con thì kiểu như vui vẻ lắm, mẹ con vui vẻ rồi cũng hỏi chuyện hai đứa rồi này nọ này kia, xong rồi chắc là thấy ok nên là lần thứ hai mẹ con mới mời qua nhà ăn tân gia, là tân gia của nhà anh. Thì lần thứ hai qua là con với ông này cãi lộn. Ông này cãi lộn nhưng mà con đã lỡ hứa với người lớn, con đâu có thất hứa được, cái con cũng phải chạy xe qua. Cái con đi lên một cái căn phòng, trong căn phòng đó là có đầy đủ các bác các cô, rồi có thầy, rồi có mẹ con nữa, là một mình con chơi trọi ngồi với là tất cả các bác. Là ngày sao lại có mẹ con nữa? À không, mẹ chồng, ý là mẹ chồng con. Là con ngồi đó một mình con lại tiếp tục chống mafia nữa, và lần đó là lần chốt cưới luôn đó. Chốt đó ổng đâu? Giận con, đâu có chuyện qua chở con đâu. Nhưng mà bạn gái đã qua tới nhà rồi mà ông vẫn còn ăn tân gia no cái bụng xong rồi đi đâu á, chứ ổng có đẹp đóng tiếp con luôn. Rồi sau đó là hối cưới luôn đúng không? Dạ, cái cũng hỏi thầy, cái thầy mới nói là ngày 8 tháng 10 âm lịch là ngày tốt đó cho hai đứa cưới, mà lúc đó là còn có 3 tháng nữa thôi. Mà bữa đó là ba mẹ mời ông thầy đến luôn. À dạ, thầy này là chị gái của mẹ chồng con, nhưng mà thầy quy theo đạo á con. Dạ. Ôi, trong 3 tháng thôi. Dạ. Lúc đó là trong tâm trạng giận nhau nữa. Đúng không? Rồi, thầy coi là không con này. Dạ đúng rồi, xong là hết giận rồi. Rồi sau đó thì là sau đó là trong 3 tháng rồi nó có bị trục trặc gì không hay là nó trơn tru? Dạ không, lúc mà tụi con chuẩn bị đám cưới không có trục trặc gì, nhưng mà lúc mà tại vì tụi con cưới gấp quá, ai cũng đồn là hai đứa con cưới chạy bầu, xong rồi cưới châu được nghé rồi đủ thứ hết trơn á. Chắc là không có đúng không? Dạ đúng rồi, cũng muốn lắm mà nhưng mà chưa có. Bây giờ là cũng chưa có luôn. Dạ giờ tụi con chưa. Không sao đâu, sao chương trình này sẽ. Bao lâu rồi? Dạ tụi con 22 tháng 11 là tụi con được 2 năm rồi đó. Em thấy chị hay không? Hồi đầu là chị cản em liền, chị không cho em làm ông bói liền. Để chi? Để mà bao nhiêu cái linh khí á. Linh khẩu. Linh khí nó vẫn còn ở trong khẩu. Tức là đó. Ừ. Rồi để đến cuối bắt đầu em mới phụt ra, em mới chúc hai bạn này. Hay quá trời. Năm sau là dính bầu. Thôi kệ, từ từ đi. Cái này là cô nói nghiêm túc nha. Cô bữa chú Thuận mới nhắn vô cho tụi cô á, phải hình như là 2 hay 3 cái tin luôn. Dạ. Là những người mà chú Thuận chúc ở đây nè, toàn là ca hiếm không đó nghe, ca hiếm muộn á. Dạ. Mà có bầu. Đẻ con luôn, trời ơi, nhắn tin cảm ơn á, cảm ơn chú. Cái đó là chỉ là một trong số ít những tin thôi. Thì đó thì có những ca mà nó là mới đây. Ừ, sao kỳ lắm. Vậy là tí nữa con phải nhiệt liệt xin. Nhiệt liệt đi con, nhiệt liệt. Ừ. Rồi thôi bây giờ vậy đi vô cái vụ kia đi. Xả ra hết cái vụ mà ở bắt đầu hai đứa lấy nhau về, loại tật xấu ra. Bây giờ mình phải nói ra hết để mình xả hết những cái gì tiêu cực, xả ra mình giữ lại cái tích cực. Để tối nay về mình đơm qua kết trái. Nè, con hiểu không? Hay quá rồi chị ơi. Hay không? Bây giờ phải nói hết. Nói hết ra. Phải nói hết đi. Đó. Bây giờ sao chắc chứa trong lòng những điều gì chưa hài lòng về ảnh? Ảnh có những tật xấu gì kể từ khi mà mình làm vợ anh? Cái này chắc con có giấy viết không? Để con viết làm cái sớ nó dài dài. Con nghĩ là con tóm tắt, con bắt đầu nêu cao vai trò phó chủ tịch. Cái đợt đó là mình gạch đầu hàng 1, 2, 3 những cái nặng nề nhất, mà những cái mà con mong muốn chồng con phải thay đổi. Chung là cứ nói đi khỏi kính thưa. Dạ vậy chắc là có, có nghĩa là có 4 cái. Đây là cô nói là nóng tính nè. Nóng tính. Bừa bộn nè. Bừa bộn. Hay bạo hành con nè. Chết chà. Rồi một cái nữa là hả, hay thả bơm. À. Bơm là bơm nguyên tử, còn không là bơm tiểu liên nha cô nha. Không, xí xí, trong 4 cái tật xấu đó có một cái tật xấu gọi là bạo hành. Là nó như thế nào? Dạy bạo con. Hành dễ thương hay là bạo hành vui vẻ, hay là bạo hành nó có chút bạo lực ở trong đó? Dạ vui vẻ cũng có, bạo lực cũng có nha chú Thuận. Là nhiều khi con đang ngồi không vậy nè, cái đau đau chạy xuống lại bóp vô cái đùi con. Ôi trời ơi, cái con mập này, cái con mập này. Lạ hả, bỏ ra là bầm đùi. Cái đó là dễ thương mà. Trời ơi, lại nựng con á cô Dân. Xong rồi nhiều khi đang ngồi vậy nè, cái tay chặt vô cái đùi con cái. Cái hỏi, cái con la đau, cái kêu, ai biểu cái đùi em nhiều mỡ chi. Trời ơi, con Duyên dễ sợ luôn vậy đó. Vậy đó. Xong rồi trước hành mang tính bạo lực, hề hước. Hề hước, đúng không? Nhưng mà không được duyên lắm. Tại vì phụ nữ người ta mà đã hơi mũm mĩm rồi, người ta rất là ngại cái từ mỡ và liên tiếp. Đúng không? Xem nhìn chị. Em biết không? Đâu chị đâu chị có, là đó. Bây giờ ngon rồi. Rồi sao nè, ngồi trước khi đi ngủ là lúc nào cũng phải cho con trận vậy đó, giống như là chọc lé xong rồi nhéo đùi nhéo là cho đã cái nư xong rồi mới đi ngủ. Có cãi bã nhau không? Rồi những trận cãi bã vậy có khi nào mà có đứa bỏ nhà đi không? Đó là vô cái nóng tính chứ không, nghĩa là
Dạ đúng rồi, rất là nóng tính luôn. Con nhớ con một lần, cái anh ảnh bị bệnh thời gian, cô có nghĩa là nếu như mà đã sắp xếp thời gian với ảnh rồi là phải đúng giờ với ảnh nha. Đúng đội mà con. Đúng đội mà. Lệch giờ với ảnh là ảnh quạo liền. Mà cái hôm đó là con với ảnh nói chung là cũng có hẹn trước lại về nhà để nấu đồ ăn, tại vì chiều đó có tiệc. Thì con mới đi về trễ đi mà con quên báo ảnh, cũng lỗi con quên báo ảnh. Xong rồi về cô ơi, cái mặt đùng đùng sát khí vậy đó. Xong rồi cũng nói qua nói lại, xong rồi ảnh cầm đồ ảnh chọi trước mặt con, ý là ném xuống dưới đất thôi chứ không phải là chọi con. Cái tính con cũng ngang mà, cái con lên con giận đồ con chạy xe về nhà chị con luôn. Đó là lần mà gây nhất, mà cô cái mặt của ổng khó chịu lắm. Mà nhiều lần như vậy không? Không. Có lần đó thôi đó. Đó ý là những lần trước là tụi con chỉ nói qua nói lại không đến nỗi, nhưng mà cái lần đó là lớn nhất. Là ném đồ. Dạ đúng rồi. Là vợ phải bỏ đi. Rồi bao lâu thì ổng mới qua năn nỉ. Về cho vợ. Năn nỉ là ở đây là bố mẹ hai bên là người đứng ra giảng hòa cho tụi con. Lúc đó ổng không thèm năn nỉ luôn. Giận, lúc đó giận. Mà tụi con đi, nói chung là cũng có một ngày là tụi con giả hòa về. Rồi tới lúc con về thì lại xin lỗi con. Phụ huynh giải quyết. Dạ. Rồi con tự về hả? Nghe ai nước con về? Con phải tự về hả chứ. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Lúc nào cũng đơn thân độc mã. Tự đi. Đi qua nhạc trai hết á. Thì tự đi phải tự về thôi. Sao vậy? Rồi cũng như mà qua thấy vợ rồi mới năn nỉ và xin lỗi đúng không? Dạ đúng rồi. Không được. Dạ. Là cái vụ đó là biến cố lớn thôi đúng không? Dạ, với lại chắc một biến cố lớn là trong hôn nhân của hai đứa con đó là chắc là hai đứa con bị sảy một em bé. Sảy là do tại sao? Do sức khỏe của con, theo như bác sĩ nói là do là cái hai cái phôi nó không có tốt á, nên khi nó gặp nhau thì nó không có thể hoàn thiện được. Nó nên là tụi con bị là tụi con cũng mất một khoảng thời gian khá là dài. Thôi nó không có duyên đó con. Dạ. Không có duyên. Có nghĩa là có nghĩa là cái đó lâu chưa? Cái đó là dạ, chắc lúc mới cưới nhau. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng 2 năm rồi. Dạ. Gần 2 năm rồi đúng không? Dạ. Cái sự cố đó xảy ra cũng gần 2 năm rồi. Dạ. Cho tới nay vẫn chưa có luôn. Dạ. Tới giờ thì tụi con cũng đi khám thì tụi con nghĩ là tụi con phải chuẩn bị sức khỏe tốt hơn thì mới có để có. Khoan, đây cái này phải xác định nha. Khi mà con hư đứa đầu tiên đó, dạ, thì là do các con không muốn tiếp, có nghĩa phải giữ một thời gian. Dạ. Mới có lại. Dạ. Mới thả, đúng không? Dạ. Hay là do các con cũng đã sau đó là các con thả luôn và cho tới bây giờ vậy không có? À dạ không, tụi con giữ, tụi con không thả chứ. Dạ, tụi con không thả. À, dạ tại vì dạ đúng rồi, tụi con muốn tại vì bị như vậy một lần rồi nên là hai đứa con bị xuyên cũng suy sụp tinh thần hơi lớn. Tại vì thấy ông bà cũng rất là vui khi nghe tin hai đứa con, cũng rất là thích con nít, tụi con rất là háo hức để chờ đợi cái bé nó ra đời nhưng mà không giữ được. Nên là thành ra là tụi con nói là thôi lần sau mình phải chuẩn bị thật là tư thế thật là sẵn sàng để nó tốt nhất cho em. Con đã chuẩn bị thả cho mọi thứ nó sẵn sàng là bao lâu rồi? Con bắt đầu con đang trong giai đoạn đó luôn rồi đó chú Hận. Con đang trong giai đoạn này luôn. Thì con cũng hy vọng là tí nữa con mới xin nhiệt liệt xin vía của chú Hận để năm sau con được như ý. Nhiệt liệt đó. Nhiệt liệt cái gì? Nó những cái từ nó phó chủ tịch mà nó xài từ nó quen rồi. Không sao. Ừ. Rồi. Ok, rồi bây giờ tiếp tục câu chuyện vui đi. Dạ. Còn bây giờ mong muốn là trong bốn cái món đó là chồng con phải thay đổi cái món gì? Dạ, trong bốn cái món đó. Cái món mà thói hư tật xấu đó đó. Dạ thì chắc con chỉ muốn là chồng con là bớt nóng tính lại, tại vì khi mình nóng tính thì mình sẽ có những cái lời nói hoặc là những cái hành động nó sẽ không hay, nó ảnh hưởng tới mình. Rồi ví dụ mà thả bơm nguyên tử đó thì sao? Thôi được mà, có đó có duyên. Trời. Được không? Tại vì bé nó khủng khiếp lắm. Nó tốt bụng khủng khiếp lắm. Đó. Trời, mỗi lần mà thả là như là thả một lần là vừa có âm thanh mà vừa có mùi vị luôn nha cô nha. À, có mùi thôi chứ không có vị. Có mùi thôi là còn không á là cứ phải là một làng tạch 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 vậy theo nhịp, mà mỗi lần mà tạch 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 vậy là vừa tạch tạch vừa cười cô, là nó cứ lên xuống vậy nè, mà con cứ phải hứng chịu những cái vụ cũng. Trời ơi, tao quân đội mà tao nhớ tiếng súng mà con ơi, kệ đi con mà. Con nhớ có một lần ổng đang nằm vậy đó, cái con mới mong men lại thun lại con tính con cắn vô cái mông của ổng. Cái ổng thấy con mong men lại cái ổng ém. Ông em con vừa mới đưa cái mặt vô ổng đó một cái đung một cái, trời con muốn hói đầu luôn. Đó thấy chưa, cái đó là lựu đạn hoặc là bom đó. Sao con có thể là điều khiển hành vi được hay vậy hả? Con lúc đó con cũng tình cờ thôi, là con cũng đang thấy mình có dấu hiệu rồi. Xong tự nhiên cái mon men lại cái con ém liền. Con ém liền. Vô cái là đúng thời cơ là dính hết ăn trọn gói luôn. Rồi bây giờ thôi, cái vụ đó thì vui mà đúng không? Dạ. Không cần thay đổi. Đúng chỉ rồi. Cần thay đổi là bớt nóng tính lại, đúng không? Dạ. Được không? Dạ. Quá dễ, đúng không? Rồi bây giờ tới con đó con. Tới con á thì tính xấu của vợ con thì như thế này, có hai cái. Một cái thứ nhất là về cái việc mà con nóng tính á, nhiều khi con cũng hay nói ra những cái từ ngữ nó làm tổn thương đến cái người đối phương á, thì trong cái lúc đó thì vô tình vợ con cũng sẽ gọi là ngang ngược và dựng lên và nói ngược lại con, thái độ thái độ ngược lại của con khiến cho cái mọi chuyện trở nên nó căng thẳng lắm. Tức là súng mà đụng súng đó, đúng giống như việc dạ. Súng mà đụng bông gòn hay gì là nó khác đúng không dạ. Con
đó. Đó là khiến cho cái câu chuyện nó căng thẳng hơn, là nó sẽ không có hồi kết. Thì lúc đó thường tụi con sẽ quyết định là không nói chuyện với nhau nữa, để cho nó giảm nhiệt xuống, sau đó rồi mới nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cái tính xấu nhất, là hay thái độ lắm. Nghĩa là không nhường, tức là không biết nhịn đó, dạ, đúng không? Không dạ, biết nhịn đó, mà giờ vợ con nó ngang chức con mà. Con phó nó cũng phó, và chừng nào con mà trưởng á, nó phó thì con được quyền. Đúng rồi. Còn bây giờ hai đứa về bốc thăm đi, bầu đi con đứa nào coi như là cương tháng bốc thăm lần. Đó. Đứa nào là sao nữa nè? Dạ. Còn cái tật xấu thứ hai là cái lúc mà ngủ á, chú Thuận với lại cô Vực, là thí dụ ngủ dậy thì con gọi dậy bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần dậy là cũng lại khó chịu con nha. Wow. Ngủ đúng rồi, nhưng mà con không hiểu sao luôn, con chị gọi dậy rất nhẹ nhàng, rất là bình thường, em dậy đi là khó chịu con liền, mở quạo liền, người giật vậy nè. Mà không phải một hai lần nha, mà gần như mọi lần nào ngủ mà con kêu dậy là cũng vậy, cho nên là con tránh luôn. Đúng rồi. Trời, vậy mai muốn có con sao thì đó. Rồi như vậy là chú đoán nha, chú mạnh dạn chú đoán luôn. Mai muốn có con cái con là người đi gọi từ người một. Tại vì mình ở nhà, mình là người đàn ông mà thức sớm nhất. Thì đó, tại vì bạn này làm trong quân đội nó quen tác phong rồi. Trời ơi, như vậy là chắc chắn luôn, mai mốt con là cái người mà gõ kẽn đó. Đó. Rồi kêu mình đứa nhỏ là kêu mẹ là tụi cực lắm. Rồi chú là sáng là phải làm đủ trò hết trơn á, hò hét múa lửa lắc vòng. Tụi nó vẫn không thích. Đủ trò vậy. Mai mốt tôi chỉ cho bí quyết nha. Nói một vài câu thôi là bật dậy hết luôn. Nhắn tin chỉ cho cháu nó đi. Đó, từ từ. Còn mong chờ á. Đó là có hai cái tật xấu đó thôi, thật ra cũng không còn cái gì nữa nha. Mày muốn thay đổi luôn đi con. Muốn thay đổi thì con cũng không muốn vợ con thay đổi nhiều, chỉ cần là vợ con cố gắng mình giữ sức khỏe để mà cho cái kế hoạch của em bé sau này á. Nhưng mà sức khỏe của con là nó có vấn đề gì? Cô thấy con rất là khỏe mạnh. Đúng đâu rồi. Có cái vấn đề gì đâu. Con bị con đi khám thì bác sĩ bảo con bị thiếu máu nhiều á. Dạ, con bị thiếu máu nhiều á, nên là con phải bổ sung sắt hàng ngày luôn. Dạ. Nhưng mà đó là con là khám một bác sĩ, tức là bác sĩ phụ khoa, bác sĩ và về sinh sản đó. Dạ. Nói với con điều đó hay là một bác sĩ khác? Đúng. Dạ, con đi khám bác sĩ sản xong rồi vừa gần đây nhất là con cũng có đi khám tổng quát thì bác cũng nói với con. Nhưng bác sĩ sản có nói với con vấn đề là con bị thiếu sắt không? Dạ có, nên thường là cũng cho con thuốc để uống. Tại vì thiếu sắt á là cái khi mà có bầu á. Dạ. Mà thiếu sắt á là nó dễ bị sảy là chính xác luôn. Dạ, dạ. Dạ. Sắt kẽm những dạ. cái chất đó. Ăn thịt bò nhiều vô. Dạ. Bảo đảm là có sắt thôi. Dạ. Dạ. Rồi chỉ là mong muốn thôi vậy thôi đúng không? Dạ. Dạ. Nói chung là sau những cái biến cố và những cái khó khăn xảy ra thì tụi con cũng quyết định chọn nhau, vẫn là chọn nhau và chọn yêu thương giống như là hai mảnh ghép không thể thiếu vậy đó. Dạ. Tụi con cũng hy vọng luôn luôn là mọi thứ tốt đẹp dành cho đến nhau. Đến tay vợ nói con đó đi. Nói chung là hy vọng em sẽ luôn luôn khỏe mạnh để ở bên anh. Nói chung là xin con cho anh tới cuối đời. Dạ. Chờ xin con đến. Xin con đến cuối đời là nhiều lắm á. Dạ. Sống 100 tuổi là 100 đứa đó. Ớn thiệt. Nói chung là đã chọn nhau rồi thì sóng gió hay là phong ba bão táp gì thì vẫn là chọn nhau đúng không? Dạ. Cái đó người ta gọi là gì đó Bin? Lựa chọn yêu thương. Chọn yêu thương. Để chọn có hạnh phúc. Để có hạnh phúc đó. Bây giờ chúng ta không chọn yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng mà cô thấy vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con á, cái vụ nóng tính á, tại vì nếu mà vợ con á đã có một cái dớp ở trong cái việc mà về sức khỏe mà đối với thai kỳ á, thì nếu như mà khi vợ con có bầu á, mà vợ con bị những cái cảm xúc á, nó bị sốc về cái vấn đề mà nóng tính á. Của con và của vợ con luôn. Tức là khi vợ con đó, như nãy là giống như tụi con bị va chạm á, hai cái súng mà đụng nhau á, hai cục sắt đụng nhau á, nó tạo ra sát thương á. Giờ phải một đứa làm bông gòn, một đứa làm cục sắt thì mới được. Đó, thì cô chỉ nghĩ là nếu như vợ con trong thời gian mà nếu vợ con có bầu á, hoặc là trước khi có bầu cũng vậy, thì là con cố gắng á, là con tạo một cái không khí xung quanh lúc nào cũng phải yên bình, ấm áp. Và vợ con sẽ gọi là sống trong một cái bầu không khí mà nó không có sát thương á. Thì vợ con mới có thể ổn định cái bào thai này được. Cô nói ví dụ mà chẳng hạn như giật mình cái, chẳng hạn như nhiều khi con nóng tính á, mà nó lớn cái, ví dụ như vợ con bị giật mình cái là em bé nó cũng sẽ giật mình. Đó, hoặc là hai đứa mà cãi nhau và vợ con phải sững cổ lên á, cãi nhau với con, là chắc chắn em bé nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đó con. Thành ra thôi thì bây giờ tập từ bây giờ luôn đi. Hai vợ chồng đều phải bớt đi cái điều đó. Chồng bớt nóng tính thì vợ nó cũng đâu có cương lại. Nó cương với ai bây giờ? Đúng không? Để mà chuẩn bị đón em bé. Cô nghĩ là như vậy. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần chúc tụng. Xin mời. Dạ, xin mời thầy. Xin mời ông chứ, xin mời ông. Những gì mà chị Vân vừa nói là hoàn toàn chính xác. Hãy để cho người phụ nữ
sống trong một cái không gian hết sức là an toàn và vui vẻ, và chính chúng ta là người tạo ra cái không khí đó cho vợ mình, chúng mày đó. À, thật ra chú nhìn cái sắc diện của các con là những là hai cả hai vợ chồng là rất là có phúc. À, có phúc thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lộc, và lộc ở đây là lộc lộc trời cho đó. Thành ra các đó tất những gì mà đã qua đừng nghĩ tới nữa. Tất cả mọi thứ là thử thách đó nha. Rồi thôi bây giờ chúc hai vợ chồng nha. Sau chương trình này về anh này sẽ chững chạc hơn, không còn nóng tính nữa ha, nhẹ nhàng với vợ, và thậm chí là chú mong là hai đứa sẽ dành thật nhiều thời gian để đi đi ăn uống nè, hoặc là đi đi chơi ở đâu đó đó. Nhiều khi mình thay đổi địa lý đi chị. Đúng rồi. Thay đổi địa lý, vị trí đi. Đúng đừng rồi. Có ở một cái giường quen thuộc nữa, thay đổi vị trí địa lý không gian đó. Thì chú chúc cho các con qua năm sau bác sĩ sẽ báo tin vui. À, cuối năm sau giống như cặp vợ chồng đầu tiên, hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng thật là đáng yêu, trai gái gì cũng được hết. Đúng rồi. À, khỏe mạnh đủ đầy, xinh trai xinh gái giỏi giang giống như cha mẹ nghe. Đến với gia đình của các con. Dạ. Dạ cảm ơn chú Thuận. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Thuận, có nhớ cô Bình. Rồi. Lúc nào mà nhớ chuẩn bị cãi nhau một cái nhớ nha. Ở trong tủ lạnh lúc nào cũng để sữa lớp nha. Dạ. Mở ra một cái thấy cái tủ lớp, lớp một cái là nhớ chứ đâu có. Nhớ nhớ cái thông điệp là lựa chọn yêu thương để mang lại hạnh phúc đó nhớ. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn nha các con. Dạ. Rồi.